Nhiều năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Thành phát động mạnh mẽ. Qua đó xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, nâng cao mức sống cho gia đình, tạo việc làm cho lao động địa phương. Cũng như đồng hành với các cấp hội phụ nữ trong hỗ trợ vốn cho những hội viên còn khó khăn, vay để phát triển kinh tế. Cách đây 8 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền ở ấp 1B xã Phước Thái quyết định thôi làm công nhân, mạnh dạn vay mượn vốn mở cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm sữa các loại. Thời điểm khởi nghiệp, người phụ nữ này gặp không ít khó khăn, thắt trầm vì bản thân chưa từng trải qua lĩnh vực kinh doanh. Nhờ sự quyết tâm nỗ lực tiếp cận khách hàng bằng nhiều giải pháp, chị đã từng bước đưa hoạt động kinh doanh của cửa hàng sữa đi vào ổn định. Đến nay, cửa hàng đã phát triển thêm 2 chi nhánh tại địa phương và thị xã Phú Mỹ giáp ranh. Thì ban đầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, chẳng hạn như là mình không có cái lượng khách chưa biết tới, cũng như là mình chưa có hiểu lắm về những cái sản phẩm sữa nhiều. Thì lúc đó chưa có nhân viên, mình khởi ra thì chỉ có một mình thôi. Ban ngày thì mình bán, mình nhập hàng, tối về thì mình tìm hiểu trên internet những cái dòng sản phẩm sữa. Thì mình lấy hàng chính hãng công ty, mà mỗi công ty sẽ training cho mình mỗi cái dòng sản phẩm đó, những cái kiến thức đó mình trao đổi cũng như mình chia sẻ với tất cả các bà mẹ bỉm sữa. Vì mình lên internet nè, mình đăng bài Facebook, Zalo, từ từ thì có lượng khách nhiều hơn. Tương tự, cách đây 23 năm, chị Phạm Thị Hoa quyết định bán hết tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh về ấp 7 xã An Phước để kinh doanh nhà nghỉ được xây dựng trên vùng đất cằn cỗi, hẻo lánh. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng sự lựa chọn của chị thiếu sáng suốt. Tuy nhiên, nhờ sự chịu khó tìm kiếm tiếp thị khách hàng, chị Hoa đã đưa cơ sở nhà nghỉ nhỏ bé phát triển mở rộng dần thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, tọa lạc trên diện tích hơn 4 hectare. Từ đây, chị tiếp tục phát triển kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, bất động sản. Hồi xưa thì hai vợ chồng quyết tâm để mở một cái resort qua đời nhất này, nó cũng rất là khó khăn. Tại vì tuyển nhân viên rồi cũng rất là khó khăn, rồi sau đó phải tìm khách hàng, phải làm vừa lòng khách hàng, nó rất khó khăn, nhưng mà mình cũng phải ráng vượt qua. Hiện nay thì qua thì kinh doanh trong nhà hàng, khách sạn, resort, có lúc có khách và lúc không có khách thì cũng có được khoảng cỡ gần một năm, nếu mà cũng khoảng 4-5 tỷ. Hàng năm thì Hội Phụ nữ huyện đều tổ chức phiên chợ phụ nữ khởi nghiệp để cho chị em học tập khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, và đồng thời thì tiếp tục triển khai cái mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tương trợ, đã thu hút khoảng trên 23.000 hội viên phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giả để góp vốn. Hàng năm xét cho từ 2 đến 3.000 lượt hội viên vay trên 30 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Với những nỗ lực và quyết tâm đoàn kết giúp cho nhau để phát triển kinh tế thì huyện Long Thành ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm giàu chính đáng. Các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã tác động tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Các hội viên phụ nữ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu bằng khả năng, nội lực của chính mình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.